hỏi tình yêu là gì mà đôi lứa chia ly thấy đau vô bờ, trái tim muốn ngừng hơi thở. Hỏi tình yêu là chi, sao khiến ta luôn mong chờ, nhìn về phía nơi khung trời xa ngỡ rằng như em vẫn đây. Tình đôi ta mới yêu ban đầu, sao luôn ấm nồng, gặp được nhau chút thôi mây mù cũng đẹp như nắng thu. Rồi giông tố xóa tan tên gọi của anh trong trái tim người, chẳng nhớ thương, chẳng vấn vương xa về hai hướng. Phía xa vời có anh đang chờ, đến giữa đường thấy em hững hờ, trời xanh bỗng làm cơn giông tố khiến em dừng lại. Nếu muốn ngàn phút giây bên nhau chẳng phải được lý do xa nhau, vậy tùy duyên để cho chúng ta sẽ hợp hay ta. Cảm ơn quý vị. Tình đôi ta mới yêu ban đầu, sao luôn ấm nồng, gặp được nhau chút thôi mây mù cũng đẹp như nắng thu. Rồi giông tố xóa tan tên gọi của anh trong trái tim người, chẳng nhớ thương, chẳng vấn vương xa về hai hướng. Xa vời có anh đang chờ, đến giữa đường thấy em hững hờ, trời xanh bỗng làm cơn giông tố khiến em dừng lại. Nếu muốn ngàn phút giây bên nhau chẳng phải được lý do xa nhau, vậy tùy duyên để cho chúng ta sẽ hợp hay ta. Một tình yêu về hai lối, người thật lòng nhất sẽ đau hơn khi ai rời ta đi. Vì một từ nhân duyên, hãy chúng ta chọn như thế. Phía xa vời có anh đang chờ, phía xa vời có anh đang chờ, đến giữa đường thấy em hững hờ, trời xanh bỗng giông tố khiến em cách xa. Nếu muốn ngàn phút giây bên nhau chẳng phải được lý do xa nhau, vậy tùy duyên để cho chúng ta sẽ hợp hay tơn, vậy tùy duyên để cho chúng ta sẽ hợp ấy.